Rating thì chúng ta có một số cái plugin, hãy tìm kiếm trên Google nhé. Đây các bạn tìm này, jQuery rating plugin, rating style đó, top 7 này, top 7 best jQuery JavaScript rating. Ở đây nó nhiều thứ, chúng ta nên tìm cái loại nào mà rate nó nhiều nhiều một tí, rate nó chính xác một tí. Thầy thấy rate này cũng được nhưng mà SVG dùng hơi khó. Chúng ta sẽ rate du đây, cái này này thầy vẫn hay dùng cái này này. Đây nhá, cách chúng ta kích vào đây để xem cách nó nhúng. Đây nhúng file này ở trên chỗ nào cần nhúng nhá. Ví dụ bây giờ cái red này mình chỉ cần nhúng ở chỗ trang này thôi, trang này thôi chứ không cần nhúng ở đâu nữa đúng không ạ, chỉ cần nhúng đây thôi. Thì chúng ta tìm cách là nhúng ở chỗ này. Thì hôm trước mình học cái ear đó, thì chúng ta lại áp dụng là cái ear, mình thêm cái ear jQuery và ear CSS nhá. Ear CSS ở đây này. Tí nữa mình nhúng vào đây mà. Here jQuery để dưới cùng này. Đó. Chúng ta sẽ mượn cái ear đó, mình sẽ nhúng ở trang product này. Bây giờ bỏ hết đi nhé, đỡ dài. Rồi, xuống đây thì ear, hai cái ear luôn. Hai section luôn. Đầu tiên là section của CSS để mình nhúng CSS. Thứ hai là section của JS. Chưa? Thì section CSS mình cho vào đây. Copy này vào, paste vào đây, có thể download về nhá. Thì ông nhúng online thôi cho nhanh. JQuery nhúng đây. Khi mình đưa cái section này rồi vào đây thì đương nhiên á tự nó sẽ đưa vào những cái chỗ cần thiết đấy nhá. Cái ear này, tại mình đánh dấu ear ở đây mà. Thì chỗ này nó đi đưa vào đây. Tự nó gem vào đây. Rồi, bước tiếp theo các bạn sẽ tạo ra một cái div tên ID là res đây. Ví dụ thầy sẽ đặt ngay dưới cái AutoCAD đi. Res. Đây là cái div nha. Tiếp theo một đoạn code các em này. Đây. Code này. Code này thì mình copy đâu đó thôi, mình paste ở dưới cùng script của nó đây, ngay dưới phía sau nhé. Vậy vào. Kem để ý là nó truy xuất đến cái ID Redzu mình đặt tên này này. Đó, ID này gì đặt của mình nào mình đặt như thế nha. Ok, nó có đây rồi đúng không ạ? Đấy. Có. Kem nhìn là mình có thể là đánh giá từng tí một này, từng chấm một rất là tỉ mỉ luôn đó. Tìm hiểu một chút cấu hình nhé. Ví dụ ban đầu là 3.6 nghĩa là mình để không, chứng tỏ là nó không có gì đúng không? Có gì đâu, rất đơn giản. Đấy, chưa có đánh giá thì đấy. Hoặc sau này người ta đánh giá rồi thì mình đưa cái tổng số đánh giá vào đây. Rồi, tiếp theo xem nó có gì nữa không. Width độ lớn của cái sao nhá. Width gì đó. Độ lớn của nó thì các em có thể cấu hình đây. Thầy chả cần thầy để vậy đâu. Filter màu sắc này, màu sắc normal filter, normal filter có nghĩa là bình thường á, bình thường thế nào. Red filter khi di chuột vào thì màu gì đúng không? Như vậy có hai cái option này, em thích đổi màu thì đổi màu, còn không thì cứ để nguyên mặc định nó chẳng sao. Đó. Ví dụ mình cho thích cho màu vàng khè, vàng khẹt của mình thì là vàng khè là thế nào nhỉ? FF FF 00 à, là vàng khè. Còn đây mình cho nó màu bình thường đi, màu màu này kệ đấy, rồi kệ. Đấy. À, di chuột vào nó vàng đúng không? Đó. Rồi,
Nhúng xong, bây giờ bắt sự kiện khi click vào đó để red thì lăn xuống xem dưới thêm nhé. Nó có cái sự kiện tên là on red và on set gì đó. Red rule, red rule. Chờ chút nha, tìm cho hát đi nào. Click red red rule. Đây. Cái đoạn này em này. On, nó có cái on nữa. Có nghĩa là ngay sau cái phương thức red á, mình sẽ có cái phương thức on này. Ngay sau phương thức red này các em này. Đây, phương thức red nó bắt đầu từ đây, nó đến đóng ở đây. Chỗ này. Đóng của nó đây này. Đấy, tại vì trong có nhiều tham số mình nhìn nó dài thôi nhá. Chấm on đây này. Đó. Sau khi đó đó. Mình red được bao nhiêu mình lấy data của nó được. Yeah, bây giờ lấy data của nó thì thử nhá, alert lên này. Kích vào đây khoảng tầm mấy đây? 3.6 à, 3.5 này. Đó, chuẩn rồi đó nha, 3.5. Hay ở đây là 4.5 này. Đấy. Rồi hết luôn này. 5 đúng không? Đấy. Đó thì mình lấy giá trị rồi thì mình sẽ đưa lên một cái form, sau đó từ đó mình sẽ cho form submit là được nhé. Ví dụ thầy thiết kế cái form nhé, ngay đây đi, thiết kế cái form đây chả sao cả. Cái này là tư duy của mình em ạ, không có gì là khó đúng không ạ. Form inline hết đi, form này không có nút submit, tí nữa mình sẽ ẩn hết đi, kiểu là post cả nguyên. Ví dụ name là red star, tí nữa vote thì ai là người vote, người dùng phải đăng nhập vào mới vote được này, vote sản phẩm nào này, vote bao nhiêu sao đúng không ạ. Thì mình cứ từ 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 mình làm. Bây giờ mình chỉ cần đơn giản là mình đưa cái star vào đây đã, ID ID. Đây. Sau khi vote, sau kích vào đấy thì mình sẽ cho cái nó vào đấy. Tìm đến ID đấy, chấm va này. Data.rating là xong đúng không? Đây. Đấy. Thay vì mình alert thì mình đưa vào đây. Được chưa? Đấy. Cái form đâu rồi? Form của mình đâu rồi? Hay giữ ra thôi, để ngay đây cái ngay gần cái chỗ rating thì luôn đi cho nó nhanh đỡ bị tìm đây. Ở đây này nó bé tí này, mới tại sao nó bé tí này góc kinh nhá. Chờ tí xíu nha, mới tại sao. Họ lại thay để nhầm chỗ tìm không ra. Residue đây cơ mà, đúng không? Rồi, không biết tại sao nó thế này nhỉ? Input bị cái này à, do thầy ghép nhầm. Có sao không xét được ID này,
À, va thiếu chữ mất chữ L các em, sorry nhé. Đó, được chưa? Red bao nhiêu nó nhảy vào đây này. Đấy. Việc còn lại là mình tìm cách cái form này submit lên và mình nhận dữ liệu mình đưa vào trong gì? Đưa vào trong cái database thôi, đúng không? Một cái bảng rating nhé. Đấy, có thể đưa thêm cái input ẩn ở đây để mình submit một thể lên luôn này. Ví dụ như là mình sẽ đưa thêm cái input nó có tên là product ID đi. Bước sau mình sẽ lấy hết cái này. Cái product ID này chính là lấy từ cái biến product này. Value mình không cần, mình cho value luôn đúng không? ID đây. Đó, thì mình sẽ lấy hết các em ạ. Đây này. Còn thiếu mỗi một cái nữa thôi. Đó là người dùng account đó, ai là người đăng nhập, phải đăng nhập vào đây thì mới read được. Chưa, phải đăng nhập vào đây mới read được. Thì phần đó để phần làm đăng nhập xong chúng ta tính tiếp. Thì mấy cái này sau này mình ẩn hết nhá. Bây giờ mình thay bằng hai lần hết thì người dùng tải nhìn chả nhìn thấy gì. Nó ẩn ở dưới hết. Đây, thì mình test xong rồi mình cho nó ẩn đi thôi. Được chưa? Đó, thì người dùng người ta không nhìn thấy cái đó mà tự nó ẩn ở dưới, nó có dữ liệu dưới. Bắt sự kiện này mình cho mình gọi JavaScript mình submit form. Kích cả submit luôn nhé, hoặc là submit ajax luôn cũng được. Tùy. Chúng ta sẽ làm nhiều cách. Đấy, thì có rồi thì mình lại lấy dữ liệu mình đổ lên để mình đưa ra đây cho người ta nhìn thấy là hôm đã có bao nhiêu người red, red bao nhiêu phần trăm đây. Đó.